Hôm nay tôi xin được giới thiệu đến các bạn cách cài đặt Access Point TP-Link. Các bạn kiểm tra lại thiết lập mạng của chúng ta xem đã để IP tự động chưa. Chúng ta cần để IP tự động để giải IP của máy tính và Access Point đồng bộ trên cùng một mạng. Nhờ đó chúng ta có thể truy cập và tiến hành cài đặt Access Point để kiểm tra lại thiết lập IP của chúng ta. Các bạn click vào biểu tượng mạng ở góc dưới phía bên tay phải của màn hình. Tại đây các bạn chọn Network and Sharing Center. Tại cửa sổ Network and Sharing Center mở ra, các bạn chọn trên Adapter Setting bên tay trái. Tại đây hiện ra biểu tượng các mạng của chúng ta. Các bạn click chuột phải, chọn Properties. Các bạn click đúp vào TCP trên IPv4. Ở đây nếu dấu lựa chọn đang ở Obtain an IP Address Automatically, tức là chúng ta đã thiết lập để cho máy nhận IP tự động. Nếu dấu chọn đang không ở đó thì các bạn chuyển lại thành Obtain an IP Address Automatically. Sau đó các bạn nhấn OK. OK tiếp. Tiếp theo các bạn tiến hành cắm dây mạng từ Access Point vào máy tính. Máy tính của chúng ta sẽ kết nối với Access Point. Trên thanh địa chỉ, các bạn gõ địa chỉ mặc định của Access Point. Địa chỉ mặc định này thường được nhà cung cấp cho chúng ta qua sách hướng dẫn, hoặc nếu cần các bạn có thể tìm thông tin bằng cách gõ modem Access Point của chúng ta và search với Google. Ở Access Point làm ví dụ này, tôi gõ địa chỉ mặc định là 192.168.0.1. Một cửa sổ sẽ hiện ra yêu cầu chúng ta điền thông tin đăng nhập bao gồm username và password. Username và password mặc định của nhà cung cấp theo Access Point TP-Link thông thường là admin, và password cũng là admin. Các bạn nhấn login. Ở giao diện cài đặt hiện ra để setup mạng Wi-Fi, chúng ta nhấn vào phần wireless. Tại đây phần wireless network name chính là tên mạng Wi-Fi của chúng ta, hay còn gọi là SSID. Lựa chọn vùng sử dụng. Nếu các bạn đang sử dụng ở Việt Nam, các bạn có thể chọn Việt Nam, hoặc nếu bạn sử dụng ở vùng khác, các bạn chọn theo vùng của mình. Đây là tùy chọn không bắt buộc. Ở các thông số khác, các bạn có thể giữ nguyên hoặc tùy chỉnh theo mục đích sử dụng của mình. Phần channel, tức là phần kênh, các bạn để auto. Mode mặc định, kiểu phát sóng, kiểu truyền dữ liệu, hay chúng ta còn gọi là chuẩn giao tiếp. Hệ thống được để mặc định là chuẩn 11. BGN Mix, tức là hệ thống sẽ tự động chọn chuẩn giao tiếp Wi-Fi giữa ba chuẩn BGN. Các thông số khác các bạn có thể giữ nguyên. Sau đó các bạn nhấn Save. Khi nhấn Save, Access Point sẽ cảnh báo chúng ta về việc, đây là cảnh báo về việc có thể trùng hợp tần số phát sóng, vân vân. Chúng ta nhấn OK để tiếp tục. Ở menu phía bên tay trái, các bạn chọn tiếp phần Wireless Security. Đây là phần để thiết lập password bảo mật để truy cập mạng của chúng ta. Mặc định hệ thống đang để Disable Security, tức là không có hình thức bảo mật nào cả. Chúng ta có thể lựa chọn một trong ba hình thức bảo mật: Web, WPA, Enterprise và WPA 2, Personal. Ở đây hệ thống khuyến cáo chúng ta sử dụng WPA Personal. Và đây cũng là phương thức bảo mật đơn giản nhưng hiệu quả nhất tính đến thời điểm hiện tại. WPA Enterprise. Với WPA 2 Enterprise, việc cài đặt sẽ khó hơn và thường chỉ dùng cho các chuyên gia. Click chọn WPA 2 Personal. Sau đó các bạn tiếp tục gõ password để đăng nhập mạng của mình. Có những lưu ý như sau: các bạn có thể đặt password theo bảng mã ASCII với độ dài ký tự từ 8 đến 63 ký tự, hoặc đặt mật khẩu truy cập mạng theo hệ hexa với độ dài từ 8 đến 64 ký tự. Sau khi đặt password xong, các bạn nhấn Save. Hệ thống sẽ hiện lên thông báo những thay đổi chúng ta vừa thiết lập sẽ không có hiệu lực cho đến khi chúng ta khởi động lại
Access Point. Tại mục bên dưới, phần bảo mật mạng là mục bộ lọc địa chỉ MAC. Địa chỉ MAC là địa chỉ vật lý gắn cố định với mỗi các mạng của chúng ta. Chúng ta có thể bật chức năng này lên. Đây là bộ lọc cho phép truy cập mạng, rất hiệu quả và độ an toàn rất cao. Chúng ta có thể bật bộ lọc này lên bằng cách nhấn nút Enable. Nếu mạng Wi-Fi của bạn thường xuyên có những máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị sử dụng Wi-Fi khác nhau thì các bạn không nên bật tính năng này. Ở các mục cài đặt khác, thường là các mục cài đặt dành cho chuyên gia về mạng, cho nên chúng ta có thể bỏ qua. Có một sai lầm thường mắc phải khi cài đặt mạng Wi-Fi. Sai lầm thường mắc phải khi cài đặt một bộ phát Wi-Fi, đấy là chúng ta bật chức năng cấp IP tự động. Chức năng cấp IP tự động này sẽ cấp IP cho các máy tính hoặc điện thoại hoặc các thiết bị nối vào mạng Wi-Fi của chúng ta. Và thường thì chức năng cấp IP tự động này cũng được bật ở trên modem của chúng ta, cho nên hai thiết bị cùng cấp IP tự động và làm cho máy không thể truy cập được mạng hoặc truy cập được mạng nhưng không ổn định. Nếu chúng ta đã có modem để vào Internet riêng và bộ phát Wi-Fi chỉ làm nhiệm vụ phủ sóng Wi-Fi thì chúng ta sẽ tắt tính năng DHCP này đi. Các bạn click vào đó, chọn Disable. Tại mục Default Gateway, đây chính là địa chỉ IP của thiết bị phát Wi-Fi của chúng ta. Thường thì địa chỉ IP mặc định có số đuôi cuối cùng thường là 1 hoặc 254, rất dễ trùng với IP của modem Internet, cho nên chúng ta thay đổi thành một số khác để tránh việc trùng này. Ở đây tôi đặt là 111. Các bạn cần chắc chắn ba số cuối này. Các bạn cần chắc chắn số cuối này không trùng với số cuối của IP modem. Sau khi đặt xong, các bạn nhấn Save. Hệ thống tiếp tục cảnh báo những thay đổi này không có hiệu lực nếu chúng ta không khởi động lại bộ phát Wi-Fi. Các bạn nhấn OK để tiếp tục. Thêm một lưu ý nữa cho các bạn, password chúng ta đặt không gồm những ký tự đặc biệt, ví dụ như gạch ngang, gạch dưới, chấm, phẩy. Ở đây tôi đặt lại password không chứa các ký tự cấm. Sau khi đặt xong, chúng ta nhấn Save. Sau khi nhấn Save, hệ thống sẽ yêu cầu chúng ta đăng nhập lại phần cài đặt bằng username và password mới. Các bạn nhập lại. Sau đó nhấn Login. Để các thay đổi trước đó của chúng ta có hiệu lực, chúng ta cần khởi động lại